Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đốt hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay em giới thiệu với anh em thì em về được một số dòng bếp ga nội địa Nhật anh em ha. Dòng này bếp ga này xài bằng ga nha anh em. Thì cái dòng này thì nó có hai bếp và một vị nướng chính giữa. Thì hôm nay em về được 5 cái. Nói chung cái dòng này thì nó em có 5 cái thì nó dòng Boloma và thằng Ginai anh em. Ginai thì em được 2 cái ha. Và thằng Bona thì em được 3 cái. Thì cái đen với hai cái trắng. Và đây bên đây là Ginai. Thì cái dòng này thì đồ Nhật thì anh em cũng đã biết rồi. Thì thứ nhất là nó được cái là nó chống cháy và nó bảo vệ ga. Nói chung là đồ thằng Nhật thì làm nó rất là bảo vệ, rất là an toàn mà độ bền rất là cao. Và thứ hai nó xài ít hao ga anh em, ít hao ga nữa nha. Và những cái dòng cái này thì của em về là nó nguyên zin nha anh em, chưa vệ sinh và chưa có mà sơn luôn. Nói chung là ngày hàng nguyên con về. Còn những cái bếp anh em nhìn trên mạng là những anh em bán này kia, thực chất mấy cái dòng đó tất cả đều về phải làm lại nó mới đẹp được vậy. Chứ thường thường bếp ga không có thể nào đẹp mà như mới được. Thì những cái dòng này là em của em là về mua anh bển về sao nó vậy luôn nha. Thật sự là nói chung hàng chưa dọn anh em, hàng chưa dọn nha. Thì bắt đầu em đi vào giới thiệu với anh em rồi ha. Đây là thằng bếp ga Ginai anh em, Ginai. Thì em nói anh em trước luôn nha, mấy cái này là em chưa dọn thì anh em nhìn mấy cái đồ này nó đã xài nè. Nó đốt lửa nên nó đỏ đỏ nè, nhưng mà sẽ ít. Nói chung hàng này là bên em chưa có lau chùi mà chưa có vệ sinh mà chưa có mà nó chỉnh lửa luôn. Nói chung là hàng nguyên con về, nó mới về cái đợt luôn. Về ngày hôm qua nhưng mà hôm nay mới đăng. Thì đây anh em xem này ha. Tại vì cỡ này thực chất bây giờ đồ của em, đồ âm thanh của em thì nó cỡ này do bệnh dịch hàng quá nó cũng chưa có về nhiều. Nói chung lên làm cái nào mình thấy lấy được về bán được thì bán. Thì nói chung phần một bán lớp bán em bán trên online, phần một lớp bán tại cửa hàng anh em ha. Nói chung anh em mua nào vẫn bán nha. Và những mặt hàng này thì bên em bán thì em sẽ công khai giá ở đây luôn. Và công giá hôi giá như đây thì em chỉ bán lẻ anh em ha. Em bán lẻ luôn nha, không có bán thợ nha anh em. Tại vì mấy này thì bán cho có mặt hàng thôi chứ thật sự là không có bán thợ. Anh em lưu ý. Thì đây anh em là đây thì cái này là cái hộp dĩ anh em ha. Đây là bên dĩ nướng anh em ha. Cái này là dĩ nướng nè ha. Bỏ dĩ nướng vô nha. Đây là cái bếp nướng ở giữa. Thì ở đây anh em thì nó có model nè. Như hàng Hyundai này là model KSEG561DGG ha. Thì đây là nút mà xài bếp bên đây. Bếp đây nha. Đó anh em nghe tiếng kêu nó tạch 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 nè. Thì đây là bỏ pin vô, em bỏ vô một cái bỏ thử cho anh em nghe đó. Em mặc lên nó kêu tạch 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 là nếu mà có ga nó sẽ sáng lên. Ở đây cũng vậy luôn nha. Nó kêu nè. Đó. Đó. Thì cái này là dòng này là sơn, dòng này là bếp ga men anh em, này kêu bằng sơn men nha. Thì trong đây em chỉ có một cái là loại sơn thôi, còn bao nhiêu là men hết. Cái men tất nhiên là nó bóng anh em, nó rớt dầu rớt mỡ này kia cho mình vẫn tha nó rất là gà ga luôn. Cái hai nó bền hơn loại sơn. Sơn thì bên em cái này cái sơn anh em, cái này cái sơn nè. Cái này cái sơn ha. Còn lại là men hết anh em, mấy men hết nha, men hết, men luôn. Cái trên cũng men luôn anh em ha, cái trên men luôn nha. Thì đây anh em thấy nhìn mấy cái này mấy cái càng, còn này là cái cò nó khi mà mình nấu mình quên này kia nó khô á, khi nấu mà khô tự động nóng quá nóng đủ nhiệt nó sẽ ngắt. Nó ngắt ga. Nó đơn giản anh em, còn này thì cái đường này chỗ ga cái dĩ ga mình nướng cá này kia nó ga hơi cho đó. Thì ở đây đồ Nhật thì anh em cứ yên tâm đi. Nó xài rất là êm. Đây thì phía bên trong anh em. Nói chung mấy này rất mới nha. Hàng bên trong cực kỳ mới anh em. Nó sáng chói luôn đó nha. Nói chung hàng rất là mới. Nói chung có thể nào chê được, nó rất là mới đẹp anh em. Đẹp luôn á. Nói chung này hàng bãi về anh em cứ yên tâm đi, nói về đồ mới đó, đồ mới bên trong đó. Thì em sơ anh em thôi ha. Thì và ở đây tiếp tục tới cái con phía sau. Con phía sau này là Ginai 338 NFTS SL. Thì cái này cũng gan vậy anh em ha. Đây, đó đây. Thì cái model đó anh em. Anh em nhớ model đó nha, là trên đây. Thì cũng có y gan vậy thôi, nó cũng vậy nó cũng gan vậy anh em ha, y gan ha. Đó. Bên trong nó vẫn mới bình thường nha. Nói chung mấy con này không có thể nào con là cũ hết trơn á. Anh em nhìn nè. Ở dưới này nói chung là miếng thiết nó còn trắng sói luôn. Nói chung là hàng đẹp. Nói chung hàng mấy hàng này bên em chưa có dọn nha. Nói chung là không quay thôi, phải được rửa sơn rồi đâu. Nguyên con về là gì đó.
Và đây thì tới đây con bên đây, con bên đây thì nó con thằng Boluma. Boluma anh em ha. Model nó đâu này? Em coi model này nè. Đây, model anh em. IC800FL. Thì này dòng này nhấn vô. Nhấn vô anh em ha. Thì đây là bobin vô nè. Đó. Còn đây hộp nướng nè anh em, hộp nướng này ha. Và đây thì nhấn vô là nó hiện cái đỏ là tự nó là xong. Thì mình tắt nhấn ra. Cũng này cũng gan vậy luôn. Đây đây. Đó, đây cũng là cái cò này ha. Cái cò. Này là men anh em, men nha. Là men nha. Và bây giờ em sẽ anh em đợi xíu nghe thôi. Alo, nghe. Lo gì anh? Hết hàng rồi, cái em bán hết rồi. Dạ. Chừng nào có là em đăng lên anh, coi cái gì anh coi cho nó. Dạ. Cũng rẻ anh mười mấy triệu cho lại. Dạ. Và em tiếp nói tiếp bếp ga anh em ha. Thì tại vì có khách thì đây anh em xem đây là con cái này ha. Thì đây phía bên trong anh em ha, phía bên trong nó này ha. Đó. Đó ha. Nó rất là sáng nha, nói chung là đẹp. Nói chung mấy con này thì đẹp anh em yên tâm, nó gì đẹp đó. Cái này men nha, này men. Còn đây là con sơn. Này con sơn, con này con sơn nha anh em. Model nó là IC330SFL. Thì sơn thì anh em nhìn mấy này giống như này nó không có bóng, nó không có độ bóng nha. Ví dụ anh em là mình muốn sau này mình muốn sơn men này cũng được, mình đem ra mấy chỗ chuyên sơn á. Chuyên sơn xe này kia, người ta kêu rồi sơn bóng rồi. À, số là những tại vì em có những người bạn làm bên này thì nó nói là mình mua loại sơn á nó rẻ tiền, nhưng muốn sau này mình xài cũ rồi mình đi sơn lại vẫn được. Nhưng mà theo em thì anh em nó mình mua men thì nó đồ sơn zin của Nhật thì nó ngon hơn. Còn bên mình sơn hơn chắc như không bằng. Thì đây là những nút mặt cũng gan anh em ha. Mấy này nhấn vào mặt qua hoặc lại là lụm nha. Hoặc qua kêu gì nè. Còn này là bếp nướng nha anh em. Nói chung mấy cái này thì hàng bãi về nghiêng con nó vậy. Anh em nhìn này ha. Mấy cái cò nó ha. Đó. Đây. Đây nè em, anh em. Đây là phía bên trong ha. Bếp ga thì dưới mình coi bên trong và phía trước với mặt đó rồi là được. Đó. Đây là cái đây là bốn cái ga phía dưới anh em ha. Và cái đây cái phía trên. Cái phía trên. Thì nói chung cỡ này hàng quá bên em nó cũng âm thanh nó cũng chưa có gì nhiều anh em ha. Nên có gì em đăng bán cái đó. Thì những cái nào bên anh em nào có mua gì alo bên em trên đó có hàng em báo. Đây là gọi men anh em, sơn men nha. Đây Boluma nè. Boluma này model nó con này model không thấy ta. Con này thấy model ta. À đây anh em. Model nó là ICN36BEG. Nó model nằm đây anh em ha. Còn đây là nút mấy cái nút mình mở bên cái loại bên đây và mở nó bên đây và nướng cá nằm đây thì này kéo ra nè anh em. Nói chung anh em nói mấy anh em cái coi mấy cái này của em đời hàng không có dọn nữa nha, về là nguyên bản đó anh em, nhìn nguyên bản mà được gì nó rất là đẹp, rất là mới rồi. Nói chung bây giờ nó khoảng trên 90%. Đây phía trong anh em, phía trong anh em nhìn này ha, sáng cực kỳ không đẹp. Nói chung là mới cực kỳ mới luôn. Đây đó, tại vì làm cho anh em, tại vì dòng này thì nói chung bán ở gần địa phương vẫn được nha, tại em hổm em có bán rồi, tại vì nó mới về lại, nói chung cỡ này vận chuyển hàng về khó lắm. Thì anh em xem ha. Và hôm nay thì mấy những cái này em sẽ báo giá anh em luôn ha. Giống như những cái con mà mấy dòng này anh em ha, mỗi cam như cái này là 1.8 triệu một cái, 1.8 triệu một cái, 1.8 triệu một cái. Còn con này là con sơn nha, con sơn thì anh em nào lấy đi 1 triệu, sơn là 1 triệu nha anh em, sơn 1 triệu. Con này là 1.8 triệu một cái, 1.8 triệu nha. Anh em thích con nào bán con đó, 1.8 triệu cứ một cái. Lò men, còn chỉ có con này là cái con này là model nó là thằng 330SE là 1 triệu nha. Dòng này dòng sơn, nó chỉ khác cái vỏ thôi, nó khác cái vỏ này men mà vỏ này vỏ sơn thôi. Dòng này nó được bóng, phòng này thì nó bóng nè, nó bóng anh em. Này nó là men, giống như nó phủ lên lớp nano vậy đó. Đó.
anh em xem lại bếp ga ha. Nói chung bếp ga Nhật thì anh em yên tâm, mà nói về mà cái độ mà xài của nó anh em ha, anh em yên tâm về độ xài nó nha. Rồi bếp ga Nhật thì xài khó chê rồi. Nói chung thì anh em cũng lên mạng gõ những anh em mà đăng bán bếp ga thì thấy người ta vô quảng cáo là biết liền. Thì bên em chỉ bán hàng nguyên con thôi, dòng này bên không có sửa được đâu. Rồi em cũng anh em nào có nhu cầu cần bếp ga thì liên hệ bên em ha. Và em cũng kết thúc video hôm nay anh em. Hẹn những anh em những video tiếp theo và xin chào.